Chiếc Volkswagen dũng mạnh ở tập 8 đã không đưa đội Maverick đến vinh quang và khiến hành trình đi đến chiếc ghế người tập sự của Diane phải dừng lại. Trong tập tiếp theo, 4 thí sinh xuất sắc nhất sẽ trải nghiệm hình thức thi đấu mới, đó là cạnh tranh cá nhân. 4 người sẽ phải trải qua vòng phỏng vấn xin việc nghẹt thở với 3 cộng sự khó tính của ông Tony Fernandez để giành 2 tấm vé cuối cùng vào vòng trong. Ai sẽ là người đủ bản lĩnh vượt qua vòng phỏng vấn gai góc và không khoan nhượng để tiếp tục con đường đi đến thành công? Tất cả đang chờ đón ở tập 9 của chương trình The Apprentice, phát sóng lúc 21 giờ 30 Chủ nhật ngày 18 tháng 8 trên kênh truyền hình Les Việt VTC9. Kính mời quý khán giả đón xem.